Sumoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ây da, mới rồi đã bị sit out rồi. Xin chào anh em nha. Hôm nay Mô Việt sẽ chơi một con tướng bị lãng quên. Đó chính là Anduin. Hiện tại thì có lẽ là ít anh em chơi cực kỳ, nhưng mà tỷ lệ thắng cũng không hề cao. Nói chung là một con tướng kén người chơi, bởi vì nó rất là tù. Đấy, thực sự là có tù hay không? Không đến nỗi là tù quá đâu anh em ơi. Mà Ruin rất là trâu nha. Đánh late game, đánh tầm giữa game, late game rất là sướng. Với khi đó là anh em có rất nhiều đồ rồi. Khả năng hồi phục từ nội tại là cực kỳ khỏe, hay cực kỳ trâu. Rồi, chưa một tốc biến. Chơi anh em ơi. Chơi. Mình đỡ đòn cho nè. Đấy. Đây là cái quả đảo lên cùng mid. Khi anh em chơi trợ thủ ý, đi cùng mid đầu tiên cướp cái con khỉ. Cướp con khỉ tại sao? Vì con khỉ nó rất ít máu, các bạn cướp rất là nhanh. Đừng có cướp con tắc kè làm gì. Từ từ các bạn ơi, từ từ. Rồi, kìa, chơi luôn. Ui, bạn này chưa ăn được bùa đỏ mà dám cai hết tắc kè này, ok. Chơi luôn. Ui, tốc biến này chiêu. Mình hết chiêu rồi. Ôi thôi xong rồi. Đánh này, nội tại hồi máu đi. Ôi hết nội tại anh em ơi. Ôi cho mình sống thêm 0,001 giây nữa thôi là choáng được rồi. Nhưng mà VS này, trời ơi. VS, ôi VS kìa, ôi VS kìa. Ôi VS kìa. Anh em ơi, có lẽ là VS sẽ ăn được mạng cùng với Sinatia, đúng thật. Như vậy thì bạn Cricknack bên kia sẽ thọt chút xíu này. Thậm chí là bây giờ súng ganh cũng không ganh được eo su. Đó, không áp sát được eo su. Ngắm quá hay luôn. Bây giờ là hơn 2 phút nha anh em ơi. Hơn 2 phút thế này thì mình có lợi này. Khi mà Cricknack yếu máu rồi, bùa xanh chắc chắn sẽ ra. Đây này, ok anh em ơi, cứ theo mình là auto win sớm. Bởi vì cách nhanh nhất để giành chiến thắng sớm ấy là các bạn cướp rừng. Đấy, tham mình những cái bùa ra ấy, các bạn sẽ cướp bùa của rừng team bạn. Rừng team bạn mà không có bùa thọt, mà tất nhiên thọt thì mình ép thôi. Ôi, ép là win cực kỳ sớm. Đó là mức rank cao thủ tầm mấy chục sao biết win cực kỳ sớm. Còn các rank thấp hơn thì các bạn không biết ép. Đó, bạn này đánh nhá. Ôi, có đánh thì chơi luôn. Ôi may quá, ra ta hên kìa. Ra ta hên kìa, mà mình rất là trâu, đập bao giờ cho chết. Đấy, thì mình đã hay lại còn hên nữa chứ. Rồi, có nội tại thì anh em nhớ dùng hết kỹ năng rồi đánh thường thật nhiều vô nha. Thành ra cái bảng ngọc của con Anduin này thì mình sẽ dùng cái bảng ngọc có nhiều tốc đánh một chút xíu. Đấy, chi tiết bảng ngọc phần mô tả video clip của Mô Việt. Còn sắp tới thì Anduin không thay đổi sức mạnh đâu. Tiếp tục là đỡ nam này, tốc biến qua tường. Rồi, còn cờ băng xương. Đấy, trận này thì mình xài cờ băng xương. Thực ra anh em có thể xài cái hồi máu siêu cấp cho Anduin, rất là ok. Nhưng mình quên không chỉnh chỉ hiệu, phù hiệu, thành ra chơi cái cái quả cờ băng xương lại thoát chết một cái pha là rất là chuẩn bài anh em ơi. Bây giờ lên này, ép sớm đi anh em ơi, đừng để team bạn lấy lại thế trận như vậy. Trận này thì mình không hề sợ Adum đâu. Chơi luôn kìa. Đấy, Adum mất máu kìa. Chiêu cuối này, chiêu một này, chiêu một phát lửa này. Rồi, bạn chạy thì sống chứ. Kìa, trời ơi. SP ăn tắt. Đó là phong cách SP ăn tắt anh em ơi. Double kill cho Anduin. Và lấy cái S được nữa là triple kill thì chắc là cũng hơi bị gì đó. Nhưng mà đó anh em ơi, 8 điểm hỗ trợ team thôi.
cờ Rick Nack bây giờ mới bằng level của mình. Thì anh em biết rồi đấy, bây giờ tiếp tục lên ép này. Còn chiêu cuối, Yasuo còn chiêu cuối, không chết được. Bây giờ chặn đầu nha. Cái Aloe này thì cái combo nó mạnh nhất là cái combo theo kiểu là các bạn dùng chiêu một trước nhá, mồi trước. Mồi trước. Rồi, xong anh em dùng chiêu cuối. Rồi, nếu mà dùng chiêu 2 sau đó mới dùng chiêu 1 là mắc ping. Nhưng vừa rồi mình sợ bạn cái Nick Nack chạy mình xài chiêu 1 luôn. Ok. Rồi đời sau rồi không cứu được, không cứu được, không cứu được luôn. Bị tóm rồi nhưng mà không chết được. Bạn Quyền Vương hết chiêu cuối rồi. Chạy sang này này. Hồi máu kìa, anh em nhìn thấy nhiều máu chưa? Gần 400 phát, 100 máu một phát nha. Wow. Trời ơi, bạn ấy tốc biến kìa. Ok. Một pha là nghịch ngu lấy tiếng của bạn Ena. Tưởng Aloin dễ chơi nhưng mà trâu lắm bạn ơi. Nhìn thế này thôi cũng phải tầm 2k máu đấy. Thực ra chất tướng của Adin là nó có cái bộ kỹ năng nó chậm chạp, nên là nhiều anh em combo nó không được chuẩn và dễ hụt. Đấy. Nhất là cái chiêu cuối. Ok, chưa kịp bàn luận với anh em về con tướng Arwin thì bạn đầu hàng mất tiêu rồi. Nói chung là tướng ít người chơi, tướng tù tù, thành ra cũng không khuyến khích anh em chơi Arwin nhiều đâu. Đấy, các bạn cứ chơi vị tướng trợ thủ khỏe khỏe hiện tại như là chơi Richter đi, Omega đi, khỏe tim là sướng. Rồi, video clip mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip theo nha. Bye bye. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.